Rồi, xin chào anh em. Hôm nay là chiều chủ nhật ha. Thì để bắt đầu cho một cái chương trình. Thì em cũng như em đã hứa với anh em là khi mà đạt được 10.000k sub thì em sẽ khuyến mại cho anh em. Là một đợt khuyến mại rất là lớn nha. Rất là lớn, anh em chờ đón ha. Thì hôm nay nó đã 9.900 rồi. Chỉ còn có gần trăm sub nữa thì sẽ lên được cái 10.000. Và để bắt đầu cho chương trình thì em hôm nay sẽ làm trước tiên đó là một con âm ly Sansui Receiver của Sansui của Receiver là 7070 nha anh em. 7070 anh em nhìn mặt ha, rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đây. Thì con 7070 này em về trong 2 ngày trước, thì hôm nay em mới tháo ra vệ sinh nè, rồi dán cái si lại cho cái vỏ gỗ, cái nắp lưng đó anh em. Đây. Đã dán lại rất là đẹp nha, đã dán lại rồi. Đấy, nắp lưng zin nha. Mà cái lớp si nó đã tróc lụa. Thì mình dán lại cái si khác thôi. Cho nó đẹp lại ra, cho nó đẹp lại thôi ha, không ảnh hưởng gì chất âm. Đây là em mặt mũi nè. Đèn đuốc là những cái này là đèn zin nha anh em. Đèn bóng đèn này chưa thay luôn nha. Bóng đèn zin 100% luôn á. Rất là hiếm á, rất là ít nhật những con 7070 mà bóng đèn nó còn zin. Nó thì thường thì những cái con này nó bóng bóng nó là bóng dây tóc nè, xài lâu năm mình không xài nó cũng sẽ bị đứt nữa, đó là bình thường. Nhưng mà được cái em này là bóng nó còn rin luôn, bóng nó rin luôn, nó đẹp, nó sáng, nó rất là đều. Anh em thấy từ đây chạy qua tới hôm nay sáng rất là đều nè. Cái bóng rin thì nó sáng đều hai cái này hai bên đây, bóng đây, bóng đây, bóng đây, bóng là cái đồng hồ bốn bóng nó rất là đẹp đều đấy. Rồi anh em thấy đèn đèn chuyển cổng còn rất là đều luôn nè. Rất là đẹp luôn nè ha. Đấy, tất cả rất là đẹp, nút bọng nè, anh em thấy nhìn ha, dàn nút rất là đẹp luôn đấy. Đó, về mặt mũi ha, thì nó lâu năm rồi, nó cũng có phải có tàn ha, giờ là ít lắm mà này, mình không có làm gì hết nha, rất là đẹp, chỉ vệ sinh chùi bụi thôi ha. Có hình như con này có một vết lông mèo nhỏ nhỏ đâu đây nè nè, lông mèo lông chuột gì đây. Đó, rất là nhỏ, nhìn không thấy nha, rất là nhỏ đó. Anh em mình ống kính là không thấy luôn. Đây. Thì nội thất em đã mở ra về vệ sinh vừa và thổi bụi xong. Thì em sẽ quay luôn cái nội thất bên trong cho anh em ha. Này là lồng trắng nha anh em, lồng trắng ha. Cái này là lồng trắng nha, cái này là màu bạc theo thời gian nè, không ảnh hưởng nha, lồng trắng nha. Những con ốc nó còn vàng ghế nha. Đây, những cái cây này vàng nè. Những cái cây nào vàng là anh em thấy nó còn vàng sắc si vàng liền, đây vàng nè. Đấy. Còn như là lồng trắng đó. Thổi bụi xong anh em nó rất là sạch sẽ nè. Những cái vàng nó còn vàng nè, sắc si vàng nó là vàng đúng vàng thôi, không có gì phải. Ở bên Mỹ người ta không có cái chuyện mà người ta phân biệt giữa lòng trắng hay lòng vàng, chỉ có người Việt Nam chúng ta thôi chơi cái lòng vàng nó nhìn nó có đẹp hơn ha. Đó, thì em cũng nói là không phủ nhận là cái lòng vàng á, nhưng mà lòng trắng như vậy là còn rất là đẹp rồi, bạch kim ha. Đó, vàng cũng nhìn, nó nhìn anh em nhìn vô rất là đẹp, nguyên bản 100% nha anh em, nguyên bản rin không đó, quét bụi lên nó sạch sẽ thôi. Đấy. Đây nè, rất là đẹp nha. Đây 7070 chạy 4 sò scan ha. Rồi em quay sau lưng luôn nha, sau lưng đây anh em nhìn ha, những cái chân giắt cắm nó còn trắng phao nha. Đa phần là những con này, cái chỗ này nè anh em, cái miếng dành là nó tan, mà con này chưa tan, còn rất là mới nè. Đó, tín hiệu vào có AUX nè, tắp 1, tắp 2 nè. Đấy, Dubois nữa nè, channel nè. Rồi, con này thì nó được cái là sử dụng chạy được đa dòng điện nha, từ 100V tới 240V. Công suất là 270W anh em ha, đa dòng điện nha. Anh em muốn xài 220 chỉ tháo hai con ốc ra đổi cầu trong. Thì ở đây em đang gắn sẵn cái cầu là 120V nha. Đánh hai cầu AB và A cộng B nha. Đây, bốn con sò này nè, bốn con sò này ha, sang ken ha, đánh rất là mạnh nha. Đấy, quay lại mặt mũi, đó là phần nội bộ anh em ha. Đó, như vậy là rất là đẹp rồi, làm cạch kim là đẹp. Và hôm nay để mở đầu cho một cái chương trình sell up giảm giá tri ân khách hàng, thì trong khoảng vài ngày thì bắt đầu em sẽ làm từ từ vài con rồi cuối cùng sẽ có một cái clip cuối cùng là sẽ show
toàn bộ những sản phẩm mà em sao up cho anh em hết ha, rất là nhiều nha. Đó là lo đài âm ly rồi ha. Ngày hôm nay trước tiên cái con Sansui 7070 lồng trắng này, và tình trạng là rin 100%, bao rin cho anh em luôn. Đấy, rin đẹp ha. Đó. Đó, chỉ có cái thằng này là phải dán bắt buộc nghe em. Em như em đã nói thông báo nhiều con trước rồi chứ không phải riêng gì con này. Đó, thì em bán con 7070 receiver này cho anh em với giá là 17 triệu đồng, bao ship toàn quốc anh em, tri ân khách hàng ha. Anh em hãy đón xem theo những clip tới nữa, sẽ có rất là nhiều clip sell up từng sản phẩm chi tiết ha, cho anh em ha. À, một ngày sẽ có, em có thời gian thì em sẽ làm được nhiều sản phẩm cho anh em. À, rất là đẹp nha. Và sau đây em sẽ đóng nắp lại và lên clip thử cho anh em ha. Anh em chờ em trong vài lát. Thì tiếp đến sau này đó sẽ là con XX950 rồi đến con XX1050 ha. Đấy. Rồi, anh em chờ em trong vài lát ha. Rồi, thì em nó đã trở lại anh em ha. Và hôm nay em ghép cùng với nó là một đôi loa của Mỹ nha. JBL 432B MK2 control monitor. À, thì em nó rất là hoàn thiện và rất là đẹp nha anh em. À, thì trong cái đợt sale up lần này thì em sẽ làm em làm vài con lớn lớn như thế này và nhiều con, và sau cuối cùng sẽ có một cái clip tổng hợp nhiều sản phẩm ha. Đó, anh em cứ đón xem và theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ kênh em ha. Rồi, và bây giờ em sẽ test chất âm cho anh em. Mọi chức năng đã hoạt động hoàn hảo anh em. Con thì rất là đẹp, anh em nhìn rất là kết nha. Rồi, mời anh em thưởng thức. Phố đêm đến mưa rơi.
Rồi thì em cũng xin nhắc lại với anh em, thì cái giá niêm yết của em là 18 triệu 500. Ngày hôm kia em cũng đã thông báo, và hôm nay để bắt đầu cho chương trình một đợt gọi là tri ân khách hàng và khuyến mãi ha, thì em sẽ bán con này với giá là 17 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em ha. Ruột gan thì em đã quay hết cho anh em rồi, nội thất nội gan bên ngoài em đã quay hết, và con này em sẽ bao zin cho anh em ha. Zin đến nỗi mà những cái bóng đèn nó vẫn còn zin nha anh em đấy. Thì con này còn rất là đẹp ha, có giá rất là tốt ha. Thì chỉ có trong cái đợt khuyến mãi mới có những cái giá này thôi, còn ngoài ra thì không có đâu anh em ha. Anh em nào nhanh tay hãy liên hệ cho em ha. Và hôm nay là chiều chủ nhật nè, và hôm nay ngày mai là thứ hai rồi. Thì anh em nào yêu liền, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều, thì anh em nào yêu liền thì hãy nhanh tay ra Thế Giới Di Động hoặc là Viettel để có thể chuyển khoản cho em ngay, và nhận để sở hữu những cái sản phẩm như thế này. Còn ngày mai thì quá là dễ dàng rồi, ngân hàng đã hoạt động lại rồi, anh em có thể chuyển lúc nào cũng được ha. Và Thế Giới Động thì nó hoạt động tới 10 giờ đêm, anh em có thể chuyển mọi lúc mọi nơi. Rồi em xin kết thúc ha, và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.